Xin chào. Bất cứ ai mang trong mình một dòng máu game thủ đều mong muốn có một bộ PC cực kỳ khủng và có thể cân hết tất cả mọi tựa game có mặt trên thị trường hiện nay. Vậy thì ngày hôm nay Nhung Béo và S4Room sẽ mang đến cho các bạn một bộ PC vừa rẻ vừa đẹp mà lại hoàn toàn có thể cân hết tất cả mọi tựa game trên thị trường với mức setting phù hợp. Nào, cùng xem. Ở kế bên mình đây là bộ PC mình muốn nói đến với các bạn. Bộ PC này mình mượn ở cửa hàng Alphard với giá đâu đó khoảng 12 triệu đồng. Về thiết kế của cây thì khá là đẹp, đi kèm với hai mặt mica ở mặt bên và mặt trước. Kích thước của cây thì nó khá là bé, nó chỉ phù hợp với các main từ ATX đổ xuống. Nào, chúng ta cùng mở thử cái cây này ra xem nó có những gì ở bên trong nhé. Sau khi đã xăm soi hết về ngoại thất của cây thì bây giờ mình cùng bật thử máy lên để xem hệ thống hoạt động như nào nhé. Ok, wow, chúng ta có thể thấy là nước bắt đầu từ tanh chảy đi làm mát cho CPU, rất là đẹp mắt. Với bộ cây chỉ 12 triệu mà các bạn đã có thể trang bị một hệ thống tản nhiệt nước rất là đẹp mắt như này. Nói sâu hơn về nội thất của bộ cây thì bộ cây này được trang bị con chip Pentium G4560 Kaby Lake thế hệ thứ 7 của Intel. Nó được lắp trên bo mạch chủ H110M của MSI và được trang bị cho mình là 8GB RAM. Tuy nhiên mình mượn thêm Alphard thêm 8GB nữa để test game cho nó thoải mái. Cùng với đó bộ cây này sử dụng cao 1050T cũng đến từ MSI. Phiên bản mình đang có ở đây chỉ trang bị một quạt tản nhiệt, nhưng nếu bạn sắm cây ngay từ bây giờ thì sẽ được miễn phí nâng cấp lên phiên bản có hai quạt. Tùy chọn khi các bạn mua cây ở Alphard thì nó không đi kèm với cả bộ nhớ. Các bạn có thể hoàn toàn lựa chọn giữa SSD và HDD sao cho phù hợp với nhu cầu của mình nhất. Còn ở đây thì mình chọn một chiếc SSD 120GB để sao cho bộ máy để chạy bốc và khỏe nhất và nhanh nhất, để có thể mang đến các bài test game trực quan và thực tế cho các bạn. Và để cấp điện cho toàn bộ hệ thống là nguồn AC Beltora 420W, có khả năng nâng cấp trong tương lai. Nói chung về hiệu năng của con chip G4560 đi kèm với cả 1050T thì hoàn toàn đủ để các bạn chiến mọi tựa game hiện tại với các mức setting phù hợp nhất. Tuy nhiên thì con chip này nó không tỏa nhiệt nóng đến mức mà các bạn phải trang bị một bộ tản nhiệt nước khủng như này của Bisky. Bộ tản nhiệt nước này là một tùy chọn đi kèm của Alphard khiến cho bộ cây đẹp hơn và bắt mắt hơn. Tuy nhiên bạn cũng có thể tùy chọn không sử dụng tản nhiệt nước và mức giá sẽ giảm đi khoảng 2 triệu đồng. Bộ tản nhiệt nước trên PC này được trang bị RAT 240, hai quạt giúp cho hiệu năng tản nhiệt nước rất là cao. Tuy nhiên trong thời gian chơi game từ 5 đến 6 tiếng mình lại cảm thấy khá là giật mình với nhiệt độ của bộ cây này. Con chip Pentium G4560 tuy không mạnh nhưng mà nó lên đến 60 độ C. Và khi đó mình đã tháo thử bộ cover trước này ra và nhiệt độ nhanh chóng giảm xuống 50 độ C trong tất cả mọi tác vụ. Một nhiệt độ hết sức là tuyệt vời. Đó cũng là điều mình không thích ở bộ cây này khi phần ốp trước được làm khá là sát, vì vậy khí không thể lưu thông được hết vào trong cây, khiến cho bộ tản nhiệt nước này không hoạt động được hết công suất và nước sẽ nóng dần trong thời gian sử dụng, làm cho CPU cũng bị nóng theo. Và mình thấy combo G4560 và 1050T hoàn toàn đủ để các bạn chiến tất cả các game hiện tại. Mình thì mình cũng đã sử dụng combo này trong vòng nhiều tháng rồi và mình thấy hoàn toàn đủ với nhu cầu sử dụng của mình. Ngoài ra combo này bạn cũng có thể stream các game nhẹ nhàng như Liên Minh Huyền Thoại hoặc FIFA Online 3. Ok, và sau đây là kết quả test của mình với các game hiện tại với độ phân giải Full HD. Nếu là bạn thì bạn có mua bộ cây này không? Hãy comment ở phía bên dưới nhé. Đừng quên like, share và subscribe cho S4Room. Còn bây giờ, xin chào!